Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, mát mẻ nha. Hôm nay Trương sẽ quay cho các bạn xem chiếc Kia Rondo bản GAT 2018 nha các bạn. Màu trắng, biển tỉnh, xe này mới chạy 19.000 cây à. Xe này thì bữa trước mình có quay video cho các bạn rồi, nhưng mà lúc mà nó chưa vệ sinh á, thì hôm nay mình mới đi spa về sạch bon. Rất là đẹp các bạn. Thì anh em nhờ mình quay video cho anh em xem. Thì mình hôm nay mình rảnh thì mình đem ra quay đáp ứng nhu cầu cho các bạn nha. Ok, xe này mới chạy 19.000 cây các bạn, mới rô đai thôi. Đó, xe này của một anh nghệ sĩ rất là nổi tiếng nè, đi rất là dữ, rất là sạch sẽ. Đó, mình chỉ vệ sinh, chỉ spa sơ thôi, là về cho anh em đi lấy về đi thôi, khỏi phải làm vệ sinh gì hết trơn á. Đó, mình spa khử mùi được hết rồi, anh em lấy về chỉ việc đi thôi, đổ xăng và đi thôi nha. Đó, xe chất xe rất là đẹp các bạn. Xe An Giang, biển số An Giang thì mình hỗ trợ rút gốc cho bạn luôn. Đó, các bạn về nếu như khác tỉnh đó, thì được bấm biển mới luôn nha. Bấm biển mới như xe mới luôn. Đó, xe này là xe 5+2 nha các bạn. Hàng ghế sau nó cũng tương đối thôi, nhưng mà hàng ghế thứ hai nó trượt được, ngã được, nên cái hàng ghế này ngồi cũng tương đối rộng, không đến nỗi là quá chật đâu ha. Đó, mình có thể nếu như ngồi 5 người á thì mình gập cái này xuống, cái cốp nó rất là rộng nha các bạn. Đó, gập cái này, cái hàng ghế này gập xuống, gập thẳng xuống được. Đó, nên cái cốp rất là rộng. Xe chuẩn nha, xe tất cả xe mình đều trước khi nhập về là mình đã kiểm tra chất lượng rất là kỹ rồi thì mình mới nhập về. Đó, phục vụ cho anh em những xe thật sự chất thôi. Camera dè nè. Đó. Xe này các bạn được bấm biển mới nha, nếu như khác tỉnh. Đó. Form 2018 các bạn, form 2018 phía sau có cánh gió nè. Nhìn cái đuôi nó cứng cáp lắm. Đó, cánh nước gió, bagamui, rồi đuôi cá. Cái kính lắp cái kính màu đen nè các bạn, phía trong không có thấy. Đi ốp nhìn nó sáng cái xe lắm. Đó. Đây, mâm xoắn nè. Mâm xoắn nhìn cái mâm này rất là đẹp các bạn. Mình rất là thích cái mâm này nè. Nhìn nó rất là uyển chuyển, rất là mạnh mẽ. Để coi, vỏ mâm 18 Continental. Vỏ của Đức. Thông số là 225 45R17, mâm 17 inch ha. Cũng tương đối. 4 phanh đĩa nha các bạn. Phanh này có phanh ABS, phân bố là phanh điện tử được hết. Những cái đó là những cái trang bị cơ bản của Kia rồi. Kia thì rất là nhiều option. Xe này bản tiêu chuẩn nhưng mà option cũng khá là nhiều các bạn. Xe này mình cũng có quay video chi tiết cho các bạn rồi, thì bây giờ mình cho các bạn thêm cái chất xe thôi nha. Đây nè. Vệ sinh mình vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Đi làm spa cho em nó về khử mùi rồi luôn. Đó. Đây là cái ghế, các bạn thấy ghế đẹp ghê không? Đó. Xe này có cửa gió hàng ghế thứ hai các bạn. Hệ thống có lọc ion luôn, nên vô xe nó cái không khí á, cảm giác nó rất là trong lành. Rộng, các bạn thấy không? Hàng ghế thứ hai nè. Hàng ghế thứ hai hơn một gang tay luôn. Cái này mình có thể trượt được. Đó. Mình có thể trượt được ha. Đó, trượt được thì cái hàng ghế phía sau á thì nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Không hẹp đâu nha các bạn. Xe này không hề nhỏ đâu. Đó. Xe số tự động nha. Ok, lên hàng ghế đầu cho bạn xem. Phía trong nè, đó, mình vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Các bạn lấy về chỉ việc đi thôi. Chất xe thì các bạn khỏi phải lo nha. Chất lượng các bạn chẳng phải lo. Mua xe mình là yên tâm, hoàn toàn. Đó, những cái tấm bì cửa nè. Gương gập chỉnh điện. Đây, những cái cửa mình vệ sinh sạch sẽ rồi. Ghế chỉnh cơ, các bạn nhìn ghế nè. Ghế da nha, ghế da của Rondo rất là cao cấp các bạn. Rất là xịn đó. Đây, chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu nè. Đèn. Đồng hồ. Xe đang đổ máy nha. Đồng hồ là xe này chạy được 19.164 km. Đó. Vô lăng này là bọc da trợ lực điện, đã lái nhẹ lắm, đã lái rất sướng luôn. Đó, Cruise Control, ga tự động nè. Mod vô lăng nè. Có 3 mod luôn nha. Đây. Sport nè, Comfort, Normal. 3 mod nha các bạn. Cảm giác thì mỗi cái chế độ thì cái vô lăng nó sẽ gì khác nhau. Đó, đèn thì có hệ thống đèn tự động luôn. Đó, đèn tự động nè, lấy chỉnh số cho vô lăng luôn nè, thấy chưa? Mod rồi volume đồ các kiểu. Cái vô lăng đánh sướng lắm, đánh rất là nhạy. Gạt mưa tự động luôn. Đây, cái hệ điều hành đấy các bạn. Đây là hệ điều hành Android mới nhất bây giờ nha, mới nhất của Rondo bây giờ. Đó, cái hệ điều hành này nhìn rất là xịn sò. Nó rất là nhạy các bạn, màn hình cảm ứng này rất là nhạy luôn. Đó, cái dàn loa của Rondo của Kia thì nghe thì khỏi bàn rồi, rất là sướng. Phía trên này nó có 3 cửa gió luôn. Dàn lạnh của Kia sâu lắm,
lạnh cũng khá là sâu. Điều hòa hai vùng độc lập luôn. Đó, điều hòa hai vùng độc lập. Đây. Đó, cần số này. Đó, ni lông các bạn, những cái ni lông này người ta chưa lột nè. Đó, xe của nghệ sĩ này người ta đi giữ lắm các bạn. Giữ chất còn đẹp lắm. Đó, những cái này sắp bón à. Xe này như Rodai chẳng khác gì. Ok, ra mở khoang máy các bạn xem nha. Xe này hai túi khí nha bạn, hai túi khí đằng trước. Loa hệ thống loa tới 6 loa. Ok. Có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó. Đúng thiệt Rondo đóng cái cửa, các bạn đóng cái cửa nghe rất là chắc. Gương gặp chỉnh điện tích hợp báo rẽ có đèn LED. Cho các bạn xem cái hệ thống đèn nè. Cái mẫu này là cái mẫu có cái đèn cản trước nhìn rất đẹp ha. Nhìn rất là sang sắc sảo. Đây nè, có hệ thống đèn LED nha bạn. Đèn này là đèn projector luôn nha. Đó. Cơ chế đèn nó còn sáng lóa. Đó. Rồi, mở khoang máy cho bạn xem nha. Đây, máy xe đây các bạn. Máy xe thì mình cho các bạn xem mình nổ máy từ đầu giờ đúng không ha. Máy 2.0 đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, cho ra công suất đâu đó 158 mã. Xe này nó mạnh hơn Innova tầm khoảng 20 mã các bạn. Nên chạy nó cảm giác nó nhạy, nó khỏe, nó lanh lẹ hơn nhiều. Xe này cam kết động cơ hộp số nó nguyên bản nha các bạn, không đâm đụng, không gặp nước gì hết. Hồ sơ pháp lý rõ ràng, khung gầm nguyên bản. Cái đó là tất cả xe mình đều như vậy nha. Video nào mình cũng nhắc đi nhắc lại cái đó hết. Bởi vì cái đó là tiêu chí hàng đầu của bên mình. Đó, cái đó là tất cả xe mình nhập vô đều kiểm tra đạt 5 tiêu chí đó bên mình mới nhập vô ha. Đó nên các bạn mua xe mình là yên tâm hoàn toàn 100%. Đó, tất cả mình đều làm xe chất thôi, xe lỗi thì không bao giờ mình làm hết. Đó, rồi xe này mình đang bán với giá là 580 triệu nha các bạn. Kia Rondo 2018 mới chỉ chạy có 19.000 cây thôi. Mới Rodai thôi, xe này của anh nghệ sĩ khá là trẻ. Rất là nổi tiếng các bạn, đi rất là dữ. Đó, các bạn nhìn chất xe có thể đánh giá được ha. Ở mình vệ sinh sạch sẽ là các bạn lấy về chỉ việc đi thôi, không phải làm bất cứ chi phí gì thêm. Đó, xe này mình hỗ trợ rút gốc cho các bạn luôn, các bạn về được bấm biển mới như xe mới luôn. Đó. Rồi, các bạn quan tâm xe này liên hệ cho Trương nha. Số điện thoại 0972 608010 để xem và thử xe nha. Xe rất là chất, rất là đẹp các bạn. Đó, chỉ đáp ứng cho các bạn những xe thật sự đẹp thôi, thật sự chất thôi. Đó. Rồi mình có thu mua xe luôn, các bạn muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình nha. Trương sẽ hỗ trợ cho các bạn giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chỉ một lần một thôi, full tiền nhanh gọn, tốc độ luôn. Đó. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Các bạn nào muốn xem lại video của mình á, các bạn cứ lên YouTube, các bạn gõ từ khóa là xe cũ Sài Gòn, có dấu hay là không dấu gì cũng được, cái kênh của mình với lại cái video mới nhất, xe hiện đầu tiên, các bạn vào đó các bạn xem với mình nha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Ok, bye bye.